chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Và khách mời ngày hôm nay sẽ là một diễn viên hài cực kỳ là dễ thương và nhí nhảnh, khi mà anh Su Su. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người, mình tên là Su Su. Anh có thể giới thiệu nhiều hơn là bản thân mình không anh? Su Su. Thật ra từ hai chữ Su Su nó dài quá rồi đó. Mình sẽ vào chơi game và mình tìm hiểu nhau tiếp. Ok. Không, nhưng mà em thấy cái kiểu của anh hơi giống kiểu kịch kịch đúng không? Là... Không có đời thường, nó vậy luôn á. Chà kịch cái gì vậy? Đời nó vậy luôn. Ngoài đời sống phải diễn y vậy luôn. Dạ. Ok, xin mời tất cả mọi người về chỗ. Mà nãy giờ là em ngờ ngợ rồi nha. Hình như em thấy anh Nguyên có một cái gì đó rất là thân quen đúng không? Chúng ta quen nhau ở đâu nè? Lướt Facebook và YouTube á, thì em thấy anh là thánh trong mày đúng không anh? À, thì cái điều đó là như vậy nè. Cũng không phải là thánh thánh thần gì hết. Nhưng mà thật sự là tại vì có sở thích là ngồi ở nhà là quay clip và tào lao vậy đó. Cái cho nên là ngồi dễ chân mài, bữa nó mắc cướp dễ chân mài. Bây giờ nghĩ là dễ chân mài bình thường nó đâu có gì để coi. Bắt đầu mình dễ chân mài theo từng vùng miền, cái dễ chân mài theo sở thích, dễ chân mài theo nghề nghiệp. Nói chung là ca sĩ thì dễ cái micro. Chứ ngày mình màu đen mình muốn dễ cái gì mình dễ. Hỡi những bạn nào đang học ngành sư phạm thì hãy sửa soạn cho mình một cặp chân mài như thế này. Còn đây là chân mài dành cho những ai làm nghề ca sĩ đó ha. Đây là cái kéo của những người cắt tóc. Và đây là chân mài của những ai làm nghề thợ hồ. Thật ra là khi mà đăng lên YouTube mình được sự ủng hộ của rất là nhiều mọi người. Cho nên mọi người tự phong cho mình là thánh dễ chân mài, chứ không phải mình là thánh. Em đẹp lắm luôn. Đẹp không? Lát cuối giờ dễ con cái. Anh ra coi tập nào của đồng chí Nam Bắc chơi. Thực sự là coi hết rồi đó mọi người. Thiệt. Em đã tham gia chương trình này mà nói chưa coi sao? Coi rồi, tự coi rồi. Thấy mọi người rất là lầy lội, rất là bá đạo. Nói chung là cũng hơi e dè tí xíu. Hy vọng là mọi người có gì thì mình nhẹ nhẹ nha. Nhưng mà nếu mà anh đã xem tất cả các tập của bọn em rồi thì chắc là em sắp phải không cần phải giới thiệu trò chơi đầu tiên nữa đúng không? Thật ra mình cũng nên giới thiệu lại cho đúng. Trò chơi đầu tiên có tên là nghe nhanh đáp lẹ, đây là DJ Winner. Xin chào mọi người, mình là Winner và hôm nay mình sẽ chơi Super Duper. Xin chào mọi người, và hôm nay em sẽ giữ chức vụ DJ. Ở đây trước mặt anh là một cái chuông. Và khi mà DJ ra hiệu lệnh từ 1 đến 3 hoặc là từ 3 đến 1, anh sẽ được bấm chuông, và nếu mà anh bấm trước khi ra hiệu lệnh thì anh sẽ bị mất lượt. Cái chuông rất là linh thiêng và rất là nhiều người đập và nói nát cả cái chuông ra rồi. Trời ơi, vậy hả? Chuông hữu công nhẹ nhàng thôi. Nên là anh vừa phải đập vừa phải nhanh vừa phải có lực. Bữa nay là tôi sẽ thoát kỷ lục, tôi đập tôi nát cái tay tôi. Wow. Trò chơi bắt đầu, xin mời đi chơi. Bài hát đầu tiên của chúng ta. Thì thôi anh sẽ là chuông nhìn thấm tâm mong dài. Để lỗi rồi đó. Đêm tình yêu đúng sao. Có mình tôi bấm đó hả? Không biết bài này bài gì? Có biết đâu bấm. Chưa biết. Ôi à. Em quen nó mà không biết tên. Nghe kỹ lại nha. Xin mời Kira. Dạ, đây là bài Thì Thôi. Rồi. Anh làm. Không bấm đi. Chào chị. Ngồi xuống. Giờ lời. Ba một. Kira. Mình biết đâu bài. Kira chẳng. Đây là bài Go Go của BTS. Bài gì? Giờ lời. À bài Go Go. Người biết à? 3, 2, 1. Và đây là bài Sao Em Vô Tình ạ. Trời ơi, hay quá trời vậy. Cái gì cũng biết hết vậy. Nhường anh cái đi. Nuôi vô đây tôi ngồi làm cái gì đấy. Cái bài này anh trả lời được này. Không, trả lời được. Thề đi. Em thề. Rồi, đợi hai bấm đó, để tôi coi. Ok. Không chịu trách nhiệm. Rồi. Ok.
Bài gì? Bài này là sở trường của tôi. Bài này là bài Cháu yêu bà. Đúng không? Ok. Sở trường mày. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây, con số 7. Trời cây nó to luôn. Dữ. Nó gì vậy nào? Cái bài tiếp theo ạ. Con đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng ba của em thế nào trong gì ba mà đã nhậu nít lên rồi không được đâu nha. Trời ơi. Chi? Cái gì mà lăn lộn vậy? Cái này là nó trò chơi tay sát lẫn nhau đó em. Đây là bài bài này chưa phết. Không gì hết. Người chẳng bên ai khác. Thôi bài này chị thơm lắm. Chơi chị thơm lắm. Bán đi, bán đi. Bài này là bài Yêu được không? Yeah. Bài này hay rồi, ấy em đang vui mà em bị mê. Tôi sẽ không trả lời. Em không trả lời. Trời ơi. Chưa nhấn mà. Chưa nhấn mà. Này nha mọi người, hay mọi người hay kiểm chứng này đâu. Em không nãy giờ luôn. Đây gọi là xin mời kia kia. Đây là bài Love Scenario của anh. Yeah. Rồi. Mời mọi người kia kia kia. Mọi người, em sẽ đến trước. Ốc bài này. 3 2 1. Bài này khó lắm. Trời ơi anh ơi. Cảm nhận anh ơi. Cảm nhận anh ơi. Bài này là bài mà hết rồi hả? Hết rồi. Mình hết xong đường. Anh đáp rồi. À qua qua ui giờ như đó. Thế này có uống cà phê không? Sáng nay anh uống cà phê không? Sáng nay uống cà phê không? Đen đá không được. Bài hát được mang tên Đen đá không được. Nhức đầu cái là nhớ bài liền. Nhức đầu cái nhớ bài. Bài này đơn giản quá mà. Chương trình dễ. Phải gọi là quán chơi. Ok. Bài này chắc là mọi người sẽ phải mất một chút thời gian để xíu. Em biết tên bài rồi. Sao mà có cái vòng trống đây nè. 3, 2, 1. Bà ăn luôn cái chuông đi, bà đánh hoài. À đây là bài Nobita. Doraemon Nobita. Nobita Nobita. Nghe chó đi em. Nobita Nobita. Sợt sai rồi. Đúng rồi. Xin mời Ellie. Doraemon No Uta. Sao? Bấm cái gì nó vậy? Người ta chính sao bấm cái gì vậy? Rồi cũng đáng mà bấm. Em cảm giác như số hôm nay của mình là chủ đề trở về tuổi thơ hay sao ấy. Wow. Hè mà anh. Đêm ngón tay một anh. À đó nha. Trong thật đêm hay. Cả nhà một anh. Bài này là bài Năm ngón tay xinh. Wow. Tay xinh vậy xinh. Hả? Hết sai hả? Sai. Xin mời đi. Đây là bài năm ngón tay ngoan. Yeah. Yeah. Giờ để bàn tay đếm ngón tay. Ôm đàn và hát đi xa cùng bề bàn. Ước mơ cả là vòng quanh thế gian. Với vô tình là thế thôi. Nói thiệt nha. Mất nửa thơ tại sao? Không, bài này mới. Lớn rồi, à. Còn khóc nhẹ. Đúng rồi. Ủa? Để biết. Bài này là bài In The End. Chính xác. Tiếp theo, chúng mình gọi là quả chơi. Yêu làm cứ sợ mơ. Cái gì vậy? Buồn ngẩn ngơ. Yêu là như thiêu đốt. Yêu đến ngày yêu cuối. Yêu ngày yêu cuối.
Em đây là bài Yêu Như Ngày Yêu Cuối. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tao quên được cái tựa đề mà mặt quên được mày tao thế. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn. Rồi đó. Đây là bài Until You. Chính xác, một điểm cho Ailey. It just gonna stop and watch me burn. That's alright. Xin mời quý vị. Đây là bài Love the Way You Are. Chính xác luôn. Trời ơi, chú mới trả lời được cái câu nào. Tôi cũng vậy. Chưa trả lời được một câu nào hết. Tổng kết điểm của vòng thi đầu tiên, hiện tại thì Hailey và Kira Kira đang nhất với tỷ số là 4 điểm. Và người đứng thứ 3 là Việt Thi. Lại đứng thứ 3 điểm. Thế là mời các bạn về đội chăn ấm nệm êm. Cảm ơn.